Rất vui được gặp lại bà con nông dân và các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình 365 ngày chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Thay mặt những người thực hiện chương trình, chúc bà con luôn sản xuất được mùa, được giá. Đến với chương trình hôm nay, mời bà con và các bạn cùng điểm qua một số thông tin đáng chú ý ngay sau đây. Sau nhiều nỗ lực áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất, huyện Đạt đã đề xuất công nhận gần 400 hectare lúa công nghệ cao. Dù đã phát triển vùng nguyên liệu lên 200 hectare, nhưng sản lượng chuối của hợp tác xã La Ba, Bình Hà, Đạt Hà, huyện Đam Rông vẫn chưa đủ đáp ứng các đơn hàng xuất khẩu. Cũng đẩy tiêu thụ thông qua xuất khẩu, thương hiệu chuối La Ba Lopan Banana của Gia Lai đã được bày bán trong hệ thống siêu thị Lotte tại Hàn Quốc. Hiệp định EVFTA được ký kết, tất cả hàng nông lâm thủy sản đều được hưởng lợi, trong đó có cả những mặt hàng nông sản thế mạnh của Lâm Đồng. Một hàng Việt với nhà nông cùng tìm hiểu xu hướng phát triển nông nghiệp hữu cơ của Lâm Đồng để góp phần nâng cao chất lượng nông sản Việt. Hà Yến này, nếu nhắc đến lúa nước ở Lâm Đồng thì chắc chắn là chúng ta phải nghĩ đến các huyện phía Nam đúng không? Và cùng với Cát Tiên thì Đạ Tẻ cũng là một trong những địa phương được coi là có diện tích lúa lớn của tỉnh Lâm Đồng chúng ta. Điều đặc biệt là trong những năm qua thì huyện Đạ Tẻ đã tập trung xây dựng được vùng sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao và xem đây là bước tiến vững chắc lâu dài để nâng cao chất lượng, đồng thời là tạo động lực để người dân tiếp tục gắn bó với cây lúa truyền thống. Vâng, và mới đây huyện Đạ Tẻ đã triển khai đánh giá đề xuất công nhận từ 380 đến 400 hectare vùng sản xuất lúa công nghệ cao trên địa bàn. Diện tích lúa hè thu đề nghị công nhận công nghệ cao là diện tích đáp ứng các tiêu chí về giống lúa có năng suất chất lượng cao, tổ chức sản xuất liên vùng, liên thửa theo quy định Việt Gáp, thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng. Sản phẩm lúa thu hoạch được tiêu thụ theo hợp đồng liên kết chuỗi giá trị gia tăng. Đặc biệt, toàn bộ diện tích lúa ứng dụng công nghệ cao phải phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển của ngành nông nghiệp và của địa phương, đảm bảo các điều kiện thuận lợi về hạ tầng giao thông, thủy lợi. Trước mắt, tại vùng lúa công nghệ cao ở xã An Nhơn, được tiến hành xây dựng trạm giám sát, theo dõi côn trùng gây hại, tổng kinh phí hơn 244 triệu đồng từ ngân sách tỉnh và ngân sách huyện Đạ Tẻ. Và cùng với lúa nước thì rau, hoa, các loại cây công nghiệp, cây ăn trái hay là chăn nuôi cũng được các địa phương trong tỉnh chú trọng phát triển theo hướng áp dụng công nghệ cao để phát triển toàn diện. Tại huyện Lâm Hà thì sau 5 năm triển khai phát triển nông nghiệp toàn diện bền vững và hiện đại, bước đầu đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể, địa phương đã từng bước bố trí, sắp xếp cơ cấu cây trồng một cách hợp lý, phù hợp với tiềm năng thế mạnh của từng vùng sinh thái, nâng cao tỷ trọng của ngành chăn nuôi trong cơ cấu ngành nông nghiệp, khai thác có hiệu quả mặt nước để phát triển nuôi trồng thủy sản. Từ nay đến năm 2025, huyện Lâm Hà đặt ra mục tiêu cụ thể, đó là phát triển ngành nông nghiệp theo hướng tiếp cận đa ngành, là vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa có giá trị cao trên địa bàn tỉnh và trong khu vực. Các chỉ tiêu cụ thể bao gồm tốc độ tăng trưởng bình quân toàn ngành đạt khoảng 3,5% một năm, tổng đàn gia súc gia cầm tăng bình quân ít nhất từ 6% một năm. Đến năm 2025, tỷ trọng ngành chăn nuôi chiếm trên 25% trong cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp, đồng thời thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tăng 25% so với năm 2020. Thưa quý bà con, phát triển nông nghiệp bền vững là nhiệm vụ chung của toàn ngành nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng. Tại huyện Đam Rông, những năm gần đây, nông nghiệp cũng phát triển vượt bậc, không những giúp bà con thoát nghèo mà còn có nhiều diện tích đất sản xuất tại đây, mang về cho bà con vài trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng mỗi năm. Chị Kiều Anh này, chị có thể giới thiệu một mô hình điển hình như thế đến bà con không ạ? Vâng, cảm ơn Hải Yến. Và địa chỉ mà Kiều Anh sẽ nhắc đến ngay sau đây chính là Hợp tác xã Chuối La Ba Banana Đạ Cà Nà. Kể từ khi thành lập cho đến nay thì đã giúp bà con vùng sâu phát triển kinh tế ổn định từ việc trồng chuối công nghệ cao. Và hiện tại thì vùng nguyên liệu chuối của hợp tác xã dù đã mở rộng lên 200 hectare nhưng lại vẫn chưa thể đáp ứng sản lượng theo đơn đặt hàng của đối tác Nhật Bản, Hàn Quốc. Hiện tại, 40 hộ đang liên kết sản xuất hợp tác xã La Ba Banana Đạ Cà Nà với diện tích 50 hectare đã cho thu hoạch. 150 hectare đang giai đoạn đầu sinh trưởng. Dự kiến thời điểm đầu mùa thu hoạch vào những tháng cuối năm 2020 và đầu năm 2021, ngoài diện tích được trồng ở xã Đạ Cà Nà, huyện Đam Rông và hợp tác xã còn liên kết với nông dân trồng chuối ở các xã Phú Sơn, Tân Hà, huyện Lâm Hà. Tất cả 200 hectare chuối Tiến Vua liên kết sản xuất với hợp tác xã đều thực hành theo quy định Việt Gáp.
Hiện đối tác từ Nhật Bản đã bắt đầu đầu tư khoảng 2 tỷ đồng, gắn chip kết nối với điện thoại thông minh để theo dõi, điều khiển kỹ thuật canh tác hàng ngày theo hướng Global Gap, nhằm đảm bảo sản lượng chuối chất lượng cao mỗi ngày xuất khẩu sang Nhật đạt từ 15 đến 20 tấn trong năm 2021. Vâng, như vậy có thể khẳng định rằng tiềm năng xuất khẩu chuối La Ba của Lâm Đồng sang thị trường Nhật Bản cũng như Hàn Quốc là rất lớn. Đây được xem là cơ hội để bà con nông dân nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống từ diện tích canh tác của gia đình. Và cũng là thông tin từ chuối La Ba mà chắc chắn rằng bà con trồng chuối La Ba tại Lâm Đồng cũng rất quan tâm. Đó là vừa qua chuối Việt Nam đã chính thức được bày bán trong hệ thống như thế này ở trong siêu thị Lotte Mart tại Hàn Quốc và sản phẩm chuối này được trồng ở tỉnh Gia Lai. Chuối La Bang Banana được trồng trên vùng cao nguyên tại xã La Bang, huyện Mang Giang, tỉnh Gia Lai. Có độ chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn, vỏ dày và có độ ngọt gấp 1 đến 2 lần so với sản phẩm cùng loại. Giá bán có tính cạnh tranh cao, loại 1,2 kg là 3.980 won. Dự kiến Lotte Mart sẽ nhập khoảng 1.600 tấn một năm, một tuần 2 container 31 tấn để phân phối qua 81 đại siêu thị trên toàn Hàn Quốc. Với quy mô nhập khẩu chuối trên 300 triệu đô la Mỹ một năm, chuối là mặt hàng Việt Nam có nhiều dư địa để cải thiện và gia tăng thị phần tại Hàn Quốc. Trong thời gian tới, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Lotte Mart và các nhà phân phối khác để đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng trên vào thị trường Hàn Quốc. Vâng, các loại trái cây được ưa chuộng tại Hàn Quốc là chuối, cà chua, dưa hấu, dâu, nho, nhưng sản xuất trong nước chỉ đáp ứng khoảng 60% nhu cầu. Đặc biệt, chuối là sản phẩm Hàn Quốc phải nhập gần như 100% do điều kiện canh tác của nước này không thuận lợi. Và nếu Việt Nam có thể tăng sản lượng xuất khẩu chuối sang Hàn Quốc, sẽ giúp cho bà con nông dân, trong đó có bà con nông dân trồng chuối ở Lâm Đồng chúng ta, phát triển kinh tế từ chuối La Ba hơn nữa phải không ạ? Và một thông tin quan trọng cũng sẽ giúp xuất khẩu rộng mở, đó là hiệp định EVFTA giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu. Tất cả hàng nông lâm thủy sản mà Lâm Đồng là địa phương có lượng nông sản xuất khẩu lớn đều được hưởng lợi từ hiệp định này. Theo cam kết, ngay khi hiệp định có hiệu lực, EU sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với 85,6% số dòng thuế, tương đương 70,3% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU. Tiếp đó, sau 7 năm, EU sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với 99,2% số dòng thuế, tương đương 99,7% kim ngạch xuất khẩu của ta. Đối với 0,3% kim ngạch xuất khẩu còn lại của Việt Nam, EU dành cho ta hạn ngạch thuế quan với thuế nhập khẩu trong hạn ngạch là 0%. Như vậy, có thể nói 100% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU sẽ được xóa bỏ thuế nhập khẩu sau một lộ trình ngắn. Cho đến nay, đây là hạn mức cam kết cao nhất mà một đối tác dành cho ta trong các hiệp định FTA đã được ký kết. Lợi ích này đặc biệt có ý nghĩa khi EU liên tục là một trong hai thị trường xuất khẩu lớn nhất của ta ở thời điểm hiện tại. Có thể nói gần 99% dòng thuế quan sẽ xóa bỏ, được kỳ vọng thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu sang thị trường 500 triệu dân của EU đang mở ra nhiều cơ hội cho xuất khẩu của Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh cơ hội thì luôn đi kèm với nhiều thách thức và hy vọng các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và doanh nghiệp Lâm Đồng nói riêng sẽ tận dụng tốt cơ hội này để đẩy mạnh xuất khẩu hơn nữa. Và nối tiếp chương trình sẽ là một thông tin liên quan đến tái đàn lợn, phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước. Theo Cục Chăn nuôi, rất nhiều địa phương đã và đang xây dựng các chính sách hỗ trợ khi tái đàn lợn, trong đó có địa phương hỗ trợ cả 100 triệu đồng cho một hộ. Ngoài một số tỉnh ban hành các chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi theo hướng công nghệ cao, chăn nuôi an toàn sinh học, thời gian qua, một số tỉnh thành đã có chính sách hỗ trợ tái đàn lợn rất kịp thời và thiết thực. Trong đó, thành phố Hà Nội hỗ trợ 5 triệu đồng trên một con heo nái, thuộc mua giống tái đàn. Yên Bái hỗ trợ 4 triệu đồng một nái hoặc đợt giống khi mua tái đàn. Vĩnh Phúc hỗ trợ 2 triệu đồng một nái khi tái đàn. Hưng Yên hỗ trợ 1 triệu đồng khi mua lợn nái và 500.000 đồng cho mỗi cơ sở để mua vật tư, men vi sinh để phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Bên cạnh đó, tỉnh Ninh Bình đang có chương trình hỗ trợ lợn nái giống ngoại cho các trang trại để tái đàn, mức hỗ trợ 20% kinh phí mua giống lợn, lợn nái ngoại, tương đương với 2 triệu đồng một con. Riêng tỉnh Nghệ An hỗ trợ 1 triệu đồng trên một nái hậu bì cấp ông bà, bố mẹ, mức hỗ trợ bằng 50% số lượng nhập đàn và tối đa không quá 100 triệu đồng trên một trang trại. Thưa bà con và các bạn,
Hiểu rõ hệ lụy từ việc lạm dụng hóa chất trong sản xuất nông nghiệp như đất đai bạc màu, nguồn nước bị ô nhiễm, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người. Thời gian gần đây thì nông nghiệp hữu cơ là xu thế mà nhiều nông dân và doanh nghiệp ở Lâm Đồng quan tâm hướng tới. Vâng, nhiều người đặc biệt là những người trẻ theo đuổi đam mê nông nghiệp tại Lâm Đồng đang mong muốn phát triển lối canh tác hữu cơ, tạo nên những sản phẩm thực sự an toàn, phục vụ thị trường. Mời bà con và các bạn theo dõi ghi nhận sau. Phương pháp canh tác hữu cơ được thực hiện trên cơ sở kết hợp kiến thức khoa học về sinh thái, công nghệ hiện đại với canh tác truyền thống và các quá trình sinh học tự nhiên. Các phương pháp chủ yếu trong nông nghiệp hữu cơ bao gồm luân canh cây trồng, sử dụng phân xanh, phân compost, sử dụng thiên địch, chất hữu cơ phủ đất được sử dụng để kiểm soát dịch bệnh và cỏ dại, không sử dụng hạt giống biến đổi gen. Hữu cơ thì là cái việc mà mình sẽ quay về cái vùng trồng, là cái nơi mà nó trồng không còn một cái độc tố nào hết và không sử dụng đến những cái hóa học và nó không có đem độc tố cho cái người trồng nữa, không có độc tố nào ở cái vùng đất của họ nữa, nguồn nước của họ nữa và không có cái độc tố cho sản phẩm và không hề có độc tố nào để truyền tải ra ngoài khi người tiêu dùng họ ăn vào cái những cái sản phẩm đó của mình. Dù hiệu quả mang lại rất lớn, không chỉ riêng lợi ích kinh tế mà quan trọng hơn là sức khỏe con người và môi trường được đảm bảo. Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp hữu cơ tại Lâm Đồng cũng gặp không ít khó khăn. Đó là quy trình sản xuất nghiêm ngặt, chi phí sản xuất cao, năng suất cây trồng vật nuôi không cao, thị trường cho sản phẩm nông nghiệp hữu cơ thiếu ổn định. Do vậy, việc chuyển đổi sang sản xuất nông nghiệp hữu cơ trong nông dân vẫn còn khá dè dặt. Khó khăn của bên mình là mình nếu mà mình làm hữu cơ thì mình sẽ đi chậm hơn các bên còn lại, do nguồn nguyên liệu thì nó sẽ cần thời gian để mình xây dựng cái vùng nguyên liệu bền vững hơn. Hiện tại thì nguồn giống và nguồn phân thì đều do Đa Lao cung cấp cho bà con nông dân. Còn hiện tại thì hàng tuần thì đều có kỹ sư của bên Đa Lao sẽ trực tiếp kiểm soát và hầu hết bà con nông dân thì sẽ tập ghi nhật ký lại quy trình trồng. Và khoảng 2-3 tháng thì mình sẽ test cái đất và nước của nông dân. Với mục tiêu đến 2025, chúng tôi muốn là tỉnh đặt ra là có khoảng 1.600 hectare sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Chúng ta sẽ xây dựng các cái mô hình. Các cái mô hình ở đây là nó khác với các cái mô hình khuyến nông mà nhỏ lẻ như trên đây. Cái mong muốn của ngành nông nghiệp là xây dựng các mô hình có quy mô lớn, khép kín, có nghĩa từ khâu kỹ thuật cho đến khâu sơ chế chế biến đến bao bì sản phẩm, đăng ký cái thương hiệu và tới xúc tiến thương mại thị trường. Có nghĩa một mô hình không phải là chúng ta chỉ hỗ trợ về cấp giấy chứng nhận chúng ta dừng, mà hỗ trợ một mô hình nó khép kín để khi mà nhà nước không hỗ trợ được thì cái mô hình đó vẫn hoạt động duy trì. Hiện nay Lâm Đồng có hơn 278.000 hecta đất sản xuất nông nghiệp, trong đó có hơn 52.000 hecta sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chiếm 19% tổng diện tích canh tác và là địa phương dẫn đầu cả nước về lĩnh vực này. Tuy nhiên, diện tích sản xuất được chứng nhận hữu cơ lại rất hạn chế, mới chỉ được thực hiện trên trồng trọt với 213 hecta và 500 con bò sữa. Trong thời gian tới, trên cơ sở lợi thế và thành quả từ nền nông nghiệp công nghệ cao Lâm Đồng đã đạt được, địa phương sẽ triển khai nhiều giải pháp để đẩy mạnh hoạt động sản xuất nông nghiệp hữu cơ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, đồng thời nâng cao giá trị nông sản Lâm Đồng lên một tầm cao mới. Vâng, sản xuất nông nghiệp hữu cơ dựa trên cơ sở cân bằng hệ sinh thái, giảm thiểu việc sử dụng vật tư đầu vào, không sử dụng hóa chất tổng hợp, bảo vệ sức khỏe con người, bảo vệ đất đai, nguồn nước, đa dạng sinh học và nhiều tác động tích cực khác. Và đó chắc chắn là hướng đi bền vững mà ngành nông nghiệp Lâm Đồng nói riêng, cả nước nói chung đang hướng tới. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Quý vị và bà con quan tâm, đóng góp, chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365 ngày chuyển động ltv@gmail.com hoặc gọi điện thoại về số 02633 829930. Đến đây thì Hải Yến và Kiều Anh xin nói lời chào tạm biệt.